Alo. Alo chị ơi, cỡ 5 phút để em qua lấy nước được không? Được, em qua địa chỉ mới giúp chị nghe. Dạ, dạ em biết rồi. Ok. Cố gắng nghe. Mũi hơi đau xíu. Bụng nãy qua em mấy cái hình là... trời, hàng chứ mới đứng thế em luôn. Đứng mà te chân luôn. Trừ nấu rứa. Nấu chị. Tội sợ chứ. Trừ còn viêm không mà tội lắm, mặt nó viêm không. Mà quay đã không? Dạ, đã. Thì cháu nghỉ ngơi thì được, rồi xí nữa nặng tiếp. Chứ nặng nãy giờ chắc phế vào công lắm rồi. Máy hết pin luôn rồi, lấy máy bị. Ủa, ra. Đã sẽ ồ đợi chị nó ly làm luôn trước đi. Con khách chờ không? Không. Dưới thì không chị. Ai ngồi đó là chờ ai à? Chờ cái anh đó chị. Anh mượn phim em nói. Là người nói là dẫn người nó đi. Dạ. Lớn hay nhỏ tuổi chứ? Nhỏ thôi chị. Thấy thằng cô nặng hả? Chịu đau cũng được nè. Trời. Chị xin ấy. Ờ, hai cái này họ đứng cái thôi, họ không nhiều đâu. Nút rồi rồi. Mm-mm.
thì hơi đau. Chịu nữa không? Da mụn đến lâu rồi em. Ly vẫn còn đang mằn mò. Mũ ghê lắm hả? Ly cây giống y cái hai cái thằng qua chiều qua ấy kìa. Hai thằng làm cuối cùng đó. Ly đang trúng số kìa đó bây. Trúng số mụn à. Mụn kinh dị không? Dưới mà chị đang coi camera có sao à, đi nhanh quá. Rồi xong rồi đây. Hiện cái điện thoại em sạc pin đúng không? Đài pin hả? Dạ. Chị rút cái đế bay nhé. Xem xuống đó rồi. Máy quay quay máy cá mà hết pin vậy ta. Thế là em quay bóng cá nữa luôn hay là... xong rồi. Trên trán mình mụn nó lì kinh khô ra. Thank you.
Vậy hơi tử à? Em nặng không được à? Em nặng thử hơi cục mỡ, cục nè thông một kia cứ ra nhài con nhớ luôn á. Gì? Mà ông chịu đau không được nữa kìa. Phải chờ. Cho nghỉ xíu rồi. Thôi nghỉ xíu đi chứ giờ mất công xỉu đó. Đó, cho nghỉ rồi. Vậy làm xong rồi bên nữa có chị xuống là vừa. À, rất hả? Anh đã vô đầu tiên luôn á. Mụn cũng nhiều lắm hả Lê? Nó qua đóng cửa đó.